Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Thì đầu video cũng cho Thanh Võ Bảy Lòng ha, gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui. Thì hôm nay mình đi thăm bẫy rắn các bạn ơi. Thì cái luồng bẫy rắn này mình đặt là 26 cái ở gần địa đạo Củ Chi nha các bạn. Ở đây mình đặt này hụt vừa còn Củ Chi. Về bên kia đó là bờ kinh bên kia là Trảng Bàng nha các bạn. Này mình đặt giáp với Trảng Bàng luôn. Chạy bẫy mình chạy dài về tới trên Trảng Bàng luôn đó các bạn. Về Tây Ninh, Trảng Bàng, Tây Ninh đó. Thì mình đến với cái bẫy đầu tiên rồi nè. Xin mời các bạn ha. Cùng mình đi hâm bẫy cho vui ha. Cái bẫy đầu tiên mình đặt ở đây, đằng bên kia có nhà ta luôn đó các bạn. Cái bẫy đầu tiên mình đặt ở ngay chỗ bụi cây nè. Ở trên đường thì nói chung nó ngay chỗ mình đậu xe hồi nãy có người ta ngồi đó, người ta làm gì á các bạn. Rồi mình đi thăm bẫy, thăm cái bẫy xong rồi mình lên mình quay đường ngày sau các bạn ơi. Ở khúc này mà chỗ nào giờ mình cũng quên luôn rồi các bạn. Mình nhớ là mình đặt đâu đây nè. Mình bước qua coi mình có làm dấu cái cây đâu đây nè. Đây nè, đúng rồi nè. Mình có làm dấu mà. Còn vô các bạn. Rồi cây đầu tiên luôn nè. Còn hành luôn nè các bạn. Ồ, em này ngon nè các bạn. Em này khoảng ngoài 2 lạng nha các bạn. 2 lạng rưỡi. Ủa sao em này không thấy phân ta. Trời, cái đầu tiên luôn. Vô. Ủa, mở hàng cái đầu tiên. Ủa sao em này mới vô hay gì các bạn. Không thấy phân hướng gì luôn. Ha. Ủa, con này gần 3 lạng luôn các bạn ơi. Ngon lành. Tuyệt vời. Rồi mình lên mình quay đồ nghề cho các bạn xem cái rồi mình bắt em nó ra rồi mình đặt cái bẫy lại đi tiếp nha các bạn, để người ta để ý á. Rồi mình lại đến cái xe rồi đó các bạn. Thì mình có mang theo 2 cái bẫy xịt cua, 2 cái bẫy mới luôn á các bạn. Còn ở đây là mình đem theo 10-15 con chuột nha các bạn. Để mình cho nó uống nước các bạn ơi, nắng nóng quá. Bên dưới lúa ha, để cho chuột nó ăn đấy các bạn. 15 con chuột. Còn bên đây thì mình mang theo chỉ có một cây dựng với 2 cái túi lưới nè các bạn. Nó với con dao thôi chứ không có gì ha. Và con rắn này hồi nãy mình coi kỹ lên đây bờ mình coi kỹ lên nè các bạn, là con này là nó em này là nó mới vô nó ăn con chuột, cái bụng nó còn no nè các bạn. Nên nó chưa có ị phân. Rồi bây giờ bắt đầu mình xin mời ha các bạn đi qua bên kia thăm bẫy tiếp tục cùng mình ha. Rồi tiếp tục ngay chỗ bờ rào bụi tre này mình có con cái nữa các bạn ơi. Mình mới thăm một cái đằng kia có ông chú ông đứng đó làm gì á rồi nó không có, mình bỏ qua luôn nha các bạn. Mình đi gấp chứ mình không dám mở, mình cũng không có móc máy ra quay luôn, không có lấy máy ra quay luôn. Hai hàng rào này im lắm các bạn. Gì đây, trời ơi con chuột cũng nằm tìm hết sức, thấy kéo ra thấy nó nằm ở cầu này một đống. Rồi chuột còn sống luôn các bạn, cái này thôi mình rút đi luôn các bạn ơi. Nãy anh kia anh chạy ngang nó nhìn mình người ớn quá. Trời ơi có con gì, con rắn nhỏ nó đi với chết thì chuột nó giúp nó nữa các bạn. Rồi kệ nó đi, mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở ngay chỗ bụi bình bát này mình có một cái nữa các bạn ơi. Hôm bữa mình đặt thì mình đội đi mấy dưới cỏ rồi ta, còn hôm nay thì mình đi ở trên, đi ở trên không biết có thấy đường để lấy không nha. Bị lội dưới cỏ người ta trồng đó các bạn, mình cũng ngại trồng cho bò ăn, lội xuống hư cỏ người ta, lội chết quá luôn. Cái này còn chuột luôn các bạn, mình rút đi luôn. Rồi, mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đằng cái bụi dớn thì mình có cái nữa các bạn ơi. Mà ta mới xả lúa cái ta xả lúa nè. Mang theo cái bẫy xịt cua hồi nãy mình rút đi nè. Mới xả lúa cái xịt cỏ không cháy hết trơn nguyên cái vạt dớn này luôn rồi. Tiêu à. Cháy kiểu này là
chuột mình lơ mơ chết, như là máy gắn cũng không có đi gì nữa các bạn. Dạ trời ơi, chật, chỗ này im lắm rồi. À, đúng rồi, quá im luôn. Chỗ im là chỗ không có. Đấy các bạn, bẫy này đặt khó lắm các bạn ơi. Tại mình đặt có lắc thì các bạn không cảm nha. Đặt mình lúc mình nhắc kỹ lắm. Rồi còn chuột. Rồi mình sửa cái bẫy này lại rồi đi tiếp các bạn ơi. Cái bẫy này im lắm, đặt lại. Rồi tiếp tục cái bờ gào này mình có một cái nữa các bạn ơi. Mình mang theo cái bẫy xì cua luôn nè. Mình mới hâm cái bẫy này đằng kia không có, mình rút đi luôn các bạn. Có người mình không có quay được. Cái này bữa mình vô mình đặt người ta nhìn dữ lắm không? Nhìn mình đặt à. Chỗ nào ta? Trời ơi sao thấy nghi quá các bạn. Ở đây. Tưởng đâu mất rồi chứ. Rồi chết rồi các bạn ơi. Chỗ im vậy. Rồi mình vô lúa. Chuột còn sống luôn á các bạn. Mình vô lúa cho chuột ăn cái này. Đi hầm cái khác các bạn ơi. Chỗ này đặt tiếp. Người ta nhìn mà ta không có lấy thì mình đặt nữa. Rồi. Rồi đi hầm cái khác các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở trong cái bụi trúc này nè các bạn. Trong cái vườn tre là trồng lấy măng nè, mình có một cái nữa. Hồi nãy giờ thăm liên tiếp ba cái không có, mình bỏ qua luôn cả nhà. Để thôi video mình nó dài quá. Trời ơi sao mà hay có dấu người tao quần nè các bạn. Ha. Qua tới ngay cái cây cao đó. Cái bẫy mình đặt ngay cây cao luôn á. Trời ơi không gì quá. Giờ hồi buổi giờ làm ăn khó khăn lắm. Nhiều người làm quá các bạn ơi. Lơ mơ là đụng hàng mấy anh cái. Mình thì không có tham của ai á, mà sợ mấy anh thích cái bẫy mình cái mắc công á. Còn trời ơi chất quốc luôn. Cái bẫy nó ngon. Nó ngon phải sợ luôn, mình không có. Rồi luôn, chuột còn luôn. Rồi để mình cho lúa cho chuột ăn cái này mình đi các bạn. Lúa còn luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục ngay chỗ bờ ao này mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi, đài phát thanh nha. Chẳng bàn nói chuyện nữa các bạn. Chẳng bàn Tây Ninh nói chuyện nữa. Rồi chất quốc luôn. Còn chuột không đây. Còn chuột luôn các bạn. Ủa trời ơi con hành mini nằm sao các bạn. Trời ơi. Ôi con hành nó nhỏ vô ăn chuột không nổi luôn các bạn. Quá bé luôn. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn. Ở con thứ hai của ngày hôm nay nè. Ghê thiệt chứ, vô ăn chuột không nổi luôn. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Bên kia cái nhà người ta mà nhà người ta không có ở nha các bạn. Ta bỏ rồi. Đây, cái này dưới đây. Em theo cái bẫy xì cua luôn cả nhà. Vô các bạn. Thành rồi các bạn ơi. Con này bự nha. Chắc nó mới vô nó ăn con chuột mình, cái bụng bự mình thấy nó bự nữa các bạn. Không thấy phân. Con này bự hơn cái con hồi nãy đầu tiên mình bắt luôn các bạn. Không thấy phân, có phân chứng gì hết trơn á. Đúng rồi, mới vô. Rồi, con này mới vô. Họ ăn cái bụng còn này các bạn. Ha. Ngon lành. Được. Em này chắc cỡ gần 4 lạng đó các bạn. Lớn hơn con đầu tiên nãy mình bắt. Quá đà. Cái bụng con chuột nó còn này, nằm đây nè các bạn. Nè, cục bự nè. Ồ, nó bóng. Mới vô còn đẹp ghê ha. Rồi,
mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đi tiếp nha, để người ta phát hiện cái chỗ này uổng các bạn. Rồi tiếp tục, ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ở bên kia người ta đang cài đất đó các bạn, cài để trồng lúa. Đây em ở dưới đây, mình đặt cái chỗ trống lỏng như nữa các bạn. Ở trên này nhìn xuống thấy trống luôn á, chắc không có luôn rồi quá. Nếu cái này không có mình rút luôn các bạn á. Dạ 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 dạ, trời ơi trật rồi, đúng rồi, chết luôn. Rồi cái này mình đem đi luôn các bạn ơi, chỗ này nguy hiểm quá, chuột còn luôn. Em đi chỗ khác đặt. Trời ơi chết rồi chứ còn đâu. Rồi tử nạn xa trường, rồi mình đem đi chỗ khác đặt các bạn ơi. Rồi tiếp tục ngay chỗ cặp cái mí cống này mình có một cái nữa nè các bạn. Giờ buổi trưa rồi không có người cũng đỡ. Đây hơi bị nắng luôn đó các bạn ơi. Rồi chết quốc rồi, mình dám chết chuột không có, tại nóng quá, nóng quá. Đúng, còn chuột còn, rồi chuột cũng còn luôn, kệ nó, đây đây. Mình đi tiếp các bạn ơi. Đây. Đây, mình đi thăm cái khác. Rồi, tiếp tục ngay chỗ cái tụ đèn cao thế này mình có một cái mấy nữa các bạn ơi. Một cái này một cái nữa hết rồi. Hy vọng coi hai cái sau này có làm em nào khủng không chứ còn. Thu à, mình đem cái bẫy heo xe cua luôn nữa này. Để chuột không có chết hay gì, mình thay thế vô luôn cho khỏe. Bởi mất công đi ra đi vô. Không có mưa, nóng quá mà. Cũng khó mà có. Chỗ nào quên luôn rồi trời, ở đây nè. Thằng bạn em mới cho nó khỏe rồi thôi. Rồi, có phần rồi các bạn. Đúng rồi. Có phần rồi. Ở trên cái đầu bẫy mỗi có phần rồi nè. Cũng nhỏ mình không biết nha, có. Rồi, chắc nhỏ quá không thấy luôn các bạn ngu rồi. Cũng được. Hai em ở đây. Có là mừng rồi. Hành luôn các bạn ơi. Rồi, em này cũng cỡ 2 lạng. Hai lạng ngoài 2 lạng này. Ha, phần này ha. Con này vô lâu rồi có phần nha các bạn. Ở sao cũng có phần luôn. Rồi mình bắt em nói ra rồi, cái mình qua thăm cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Hết 7 rồi. Rồi tiếp tục, ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái cuối cùng luôn. Quá nắng rồi. Thăm cái này xong cái mình đi ra mình kiếm chỗ mát mình tổng kết chứ không. Mình đặt lên mấy cái bẫy này xong rồi mình tổng kết các bạn ơi. Mình có rút mấy cái đi. Quá nắng rồi. Cái bẫy này mình đặt đơn giản vậy nè. Cái lá chuối mình đậy sơ lên nè. Rồi. Không thấy phần xuống hay cái gì các bạn ơi. Rồi chết quốc rồi. Rồi. Đây. Rồi chuột tử nạn luôn. Rồi mình đem cái bẫy đi nơi khác đặt luôn các bạn ơi. Ra ngoài kiếm chỗ tổng kết các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi, mình đặt lại một số bẫy hồi nãy mình rút đi á, thì hy vọng thử sau mình nó trúng ăn. Thì mình lại đây cái chỗ này nó mát á, cái mình tổng kết cái thành quả cho các bạn xem cái thì mình về ha. Thì mình mang về hết một cái á các bạn. Thì cử sau mình qua mình thăm là sẽ là 27 cái nha các bạn. Rồi, đặt ở khu vực địa đạo Củ Chi giáp đảng bàn này thất quá các bạn ơi. Hy vọng cử sau chúng lấy lời ha. Thì đây thành quả của mình đây. Thì có được em là chắc được nửa ký các bạn, với một em 3 lạng, với hai em kia là được chắc cỡ nửa ký nữa. Thì nó cỡ tầm 1,2 kg hoặc 1,3 kg gắn hành thôi các bạn ơi. Thì có ít thì mình ăn ít ha. Thì nhờ cả nhà và các bạn xem video ủng hộ mình ha. Thì mình cũng thăm hết 7 rồi các bạn, mình cũng đặt lại rồi. Video mình dài quá rồi. Cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha.
xem video mình thấy vui cho mình một like và một cái đăng ký kênh đang giúp cho kênh mình nó mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem hết video ủng hộ Thanh Võ. Xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.